Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị thân thương đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực mạnh mẽ và năng động trong cuộc sống của mình. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có tài lãnh đạo và luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và đồng thời cũng ra sức bảo vệ gia đình của mình. Quý vị thân mến, trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Nhâm Dần chắc chắn gặp được nhiều may mắn. Do có được quý nhân tương trợ nên họ cũng có những thành công rực rỡ trong tháng 8 âm lịch. Tháng 8 là tháng cực kỳ thành công đối với họ. Vậy nên những người tuổi Nhâm Dần không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Quý vị thân mến, để biết được cụ thể vận trình của những người sinh năm 1962 tuổi Nhâm Dần gặp được thành công và may mắn nào trong tháng này về con đường tài lộc, thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi tử vi của tuổi Nhâm Dần trong tháng 8 sau đây. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh Kim Bạch Kim, là người thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại không quyết đoán, bốc đồng, song lại không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc ở nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tháng này sự nghiệp của những người sinh năm Dần, sinh năm 1962, tiến triển khá lý tưởng. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn cũng không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế cần chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài hoang phí cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Kỷ Âm Thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp trong tháng này của gia chủ khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển, năng lực làm việc đã thể hiện và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao cho. Và nhờ vậy, đường tiến thân cũng rộng mở hơn rất nhiều. Trong tháng mưu sự thuận lợi, sự nghiệp có được quý nhân phù trợ, vận trình càng thêm hanh thông nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp này rất nhiều, bạn phải tăng ca làm việc liên tục nhưng bạn cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Người tuổi Nhâm Dần trong tháng 8 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý, có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Bạn biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu và có ưu thế gì và cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Nhâm Dần lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Nếu biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi vì khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức cũng làm việc khó đạt được hiệu quả cao. Tháng này tài lộc chưa thực sự như ý nhưng bạn lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài. Cần có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Trong tháng 8 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Nhâm Dần khá ổn định. Gia chủ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những gia chủ tuổi Nhâm Dần không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có quý nhân xuất hiện mang tới cho những người tuổi Nhâm Dần nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý, giúp đỡ hết mình. Nếu vẫn còn sống một mình, có thể bạn được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung, có thêm một người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Với người đã có gia đình, nhìn chung gia đạo êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn, tuy nhiên nam mệnh cần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời. Sự áp đặt một cách gia trưởng của bạn sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ. Tháng Dậu được hợp thìn tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 8 âm lịch này cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 8 năm 2022, tức ngày 4 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp canh thân, có nạp âm thạch lựu mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 8 năm 2022, tức ngày 16 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp nhâm thân, có nạp âm kiếm phong kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 8 năm 2022, tức ngày 7 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức ngày 19 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Tân Sửu trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp ích cho tất cả quý vị, cho những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn.
cuộc sống đôi khi có những khó khăn thách thức là để cho chúng ta trưởng thành hơn với nhiều những trải nghiệm. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên và hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo nhé.